Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nạn nhập cảnh chui gieo rắc viêm phổi Vũ Hán vào Việt Nam. Những ngày gần đây, người dân Việt Nam tỏ ra bất an trước các ca dương tính với viêm phổi Vũ Hán mới bị phát hiện là những người nhập cảnh chui. Trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, chính quyền Việt Nam vào hôm 29 tháng 12 đã xác định 4 người đã nhiễm virus corona. Bộ Y tế Việt Nam vào hôm 26 tháng 12 đã thông báo về một ca mắc mới là bệnh nhân số 1440 là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là hình ảnh chụp màn hình về số liệu thống kê về tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam và trên thế giới trên chuyên trang về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của Bộ Y tế Việt Nam. Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, cụ thể là vùng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia ở tỉnh An Giang vào lúc 2 giờ sáng ngày 24 tháng 12 và về nhà tại Vĩnh Long. Ngay sau khi về đến nhà, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời tại tỉnh Vĩnh Long. Vào ngày 24 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch ở tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm vào ngày 25 tháng 12. Kết quả xét nghiệm vào ngày 26 tháng 12 của viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân đã dương tính với virus COVID-19. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Vĩnh Long. Tất cả các trường hợp tiếp xúc như F1, F2 đã được lập danh sách tổ chức cách ly theo đúng quy định. Và ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và các trang, đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Đến ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế Việt Nam thông báo về bệnh nhân số 1451 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, đi cùng với bệnh nhân số 1440. Theo đó, về thành phố Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm vào ngày 27 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại thành phố Hồ Chí Minh đã dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Bệnh nhân sau đó được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Vào ngày 29 tháng 12, Bộ Y tế đã xác nhận thêm 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Myanmar cùng các bệnh nhân số 1440 và 1451 nhiễm dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Như vậy, trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép, 4 người đã nhiễm virus corona. Đây là hình ảnh chiếc xe chở bệnh nhân 1440 từ An Giang đi Long An. Bệnh nhân 1452 là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi nhập cảnh trái phép từ Myanmar đã về tỉnh Đồng Tháp. Kết quả xét nghiệm vào ngày 27 tháng 12 năm 2020 tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa Đa Séc. Bệnh nhân 1453 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhập cảnh chui đã về thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm vào ngày 29 tháng 12 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã dương tính với COVID-19. Bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Báo chí trong nước và trang Facebook của Chính phủ Việt Nam cho biết, những người nhập cảnh trái phép này đã làm cho nhà chức trách một loạt các tỉnh từ An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh phải vất vả truy vết, xét nghiệm, cách ly hàng trăm người. Trang thông tin của Chính phủ cho biết vào 28 tháng 12, chính quyền tỉnh An Giang đã chỉ thị cho công an tỉnh điều tra về đường dây đưa người nhập cảnh trái phép để xử lý nghiêm. Truyền thông trong nước đưa tin bệnh nhân số 1440 về nước thông qua một đường dây đưa người lậu với giá 50 triệu đồng mỗi người. Trước sự việc này, Facebooker Hà Phan đã viết như sau. Khai với cơ quan chức năng, bệnh nhân 1440 cho hay anh ta chi tới 50 triệu đồng để một đường dây đưa về Việt Nam. Người mẹ của bệnh nhân này cũng thừa nhận gia đình đã chuyển khoản 37 triệu cho đường dây đó. Đây là hình ảnh Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi Vĩnh Long là nơi bệnh nhân 1440 được cách ly điều trị. Như vậy, chỉ với 6 người trong nhóm này nếu thu với giá trên có thể thấp hoặc cao hơn chứ đừng nói bao giờ có chuyện miễn phí, thì nhóm tổ chức vượt biên nhập cảnh trái phép đã thu về 300 triệu đồng. Lâu nay, số người vượt biên nhập về thành công bao nhiêu không thể biết, nhưng có ngày biên phòng đã bắt hơn 100 người nhập cảnh trái phép ở cả phía Bắc lẫn phía Tây Nam, thì đây là mối lợi khổng lồ, đủ cho tội phạm bất chấp tất cả, mặc kệ sức khỏe cộng đồng và đồng bào, an nguy của cộng đồng
để tiếp tục kiếm một khoản tiền khổng lồ. Theo như thông tin được biết, nếu muốn ngăn chặn tận gốc phải loại trừ các tổ chức vượt biên nhập cảnh trái phép cùng những kẻ tiếp tay cho chúng, chứ không phải bắt cóc bỏ đĩa hay giải quyết phần ngọn của những người như bệnh nhân số 1440, 1441 và các bệnh nhân kia. Còn bây giờ, với hàng ngàn km đường biên cùng với mối lợi nhuận khổng lồ và cực kỳ hiếm thông tin đường dây nào bị phá thì vẫn còn lỗ hổng để bọn chúng khai thác và trục lợi. Bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho các người dân về nước dễ dàng cách ly tập trung để bớt đi những trường hợp nhập lậu rồi gây hậu quả có khi còn tốn kém gấp trăm lần. Facebook này cũng bình luận và nhận định chính quyền chưa có những hình thức xử lý nghiêm những trường hợp lây lan mầm bệnh trong cộng đồng và dường như những cảnh báo và cả biện pháp mạnh nhưng chưa xử lý hình sự cá nhân không đủ để răn đe những kẻ chỉ biết lợi cho bản thân và mặc kệ cộng đồng khốn đốn, người dân khốn khổ. Và từ bệnh nhân số 1734 với kể cả vụ Việt Nam Airlines thì vẫn dọa là chính, giờ cao đánh khẽ, không muốn nói ai đó dính vào lao lý nhưng muốn đồng bào mình có một cái Tết yên ổn và đất nước mình bình yên sau hơn một năm, quá nhiều và vất vả thêm hy sinh. Một người cố tình vi phạm để hàng triệu người bất ổn là điều không nên làm. Cũng trong những ngày này, nhà chức trách cũng liên tục ngăn chặn các vụ đưa người nhập cảnh chui vào Việt Nam. Trang tin của chính phủ Việt Nam cho biết, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12, bộ đội tại Cao Bằng đã phát hiện tổng cộng có 106 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, xử phạt và đưa họ đi cách ly. Đây là hình ảnh Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đã xác định được một số đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Cùng thời gian, vẫn theo trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam, bộ đội Hà Giang đã phát hiện và bắt giữ cách ly 15 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Trước tình trạng người nhập lậu và nhập cảnh trái phép, trong đó có người lao động Việt Nam ở các quốc gia lân cận, nhiều người cho rằng điều này một phần do chính sách hồi hương của chính phủ chưa đáp ứng được nhu cầu về nước của nhiều người đang kẹt ở nước ngoài, nhất là thời điểm Tết đã cận kề. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Phùng Thanh Sơn có đưa ra ý kiến như sau. Nếu chính phủ có chính sách cho người Việt Nam hồi hương dễ dàng, thì tình trạng nhập cảnh chui chắc chắn giảm đi rất nhiều, và từ đó rủi ro dịch bệnh không thể kiểm soát sẽ được giảm theo. Kể từ khi Việt Nam đóng cửa biên giới để tập trung phòng chống đại dịch, có khoảng 70.000 người Việt Nam ở nước ngoài đã được chính phủ tổ chức đón về nước, nhưng số lượng có nhu cầu hồi hương vẫn rất lớn và tăng nhanh trong dịp cuối năm khi Tết cổ truyền đang đến gần, và trong đó có một lượng rất lớn người lao động Việt Nam hiện đang tiếp tục làm việc ở các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc. Và cũng trong thực tế, thời gian vừa qua, lượng người từ Trung Quốc và Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam rất đông. Một số người cũng cho rằng nếu cho nhập cảnh dễ dàng hơn thì không nhiều người mạo hiểm đi chui trái tuyến, nhưng cũng nêu quan điểm nếu nhập cảnh dễ dàng thì nền y tế Việt Nam sẽ bị áp lực không chịu được một lượng người lớn nếu họ bị đồng thời nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Bình luận trên đài tiếng nói BBC từ London, một nhà báo đã nhìn nhận như sau. Với hệ thống y tế hiện tại của Việt Nam, nếu số ca nhiễm khoảng 2.000 người mỗi ngày thì sẽ bị quá tải. Việt Nam thời điểm cao nhất cũng chỉ có chừng 300-400 người dương tính phải điều trị. Nếu thay đổi chính sách nhập cư, Việt Nam cần phải làm hai việc. Thứ nhất là nâng cấp hệ thống cách ly tại nhà hoặc các cơ sở cách ly tập trung tốt nhất như có thể. Thứ hai là nâng cấp năng lực điều trị tốt nhất để đáp ứng lượng người bị bệnh phải nằm điều trị trong lúc cao điểm. Tuy nhiên, theo tác giả này nói rằng cả hai cách này đều không khả thi trong điều kiện hiện tại của Việt Nam. Vì vậy, việc hồi hương nhỏ giọt là chính sách có ý tính toán kỹ lưỡng của chính phủ với điều kiện hiện tại và nó cũng chứng minh được hiệu quả trong giai đoạn ban đầu. Trước đó, vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã cảnh báo cuối năm là thời điểm nguy cơ xâm nhập của COVID-19 rất cao. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long. Hiện nay, hàng ngày có khoảng 100-150 trường hợp nhập cảnh trái phép ở biên giới. Do đó, các địa phương, đặc biệt là các tỉnh có vùng biên giới hết sức quan tâm, tăng cường hơn nữa để ngăn chặn nhập cảnh trái phép, ông nói. Những người nhập cảnh trái phép được xem là có mối đe dọa có thể làm đổ sông, đổ biển hết những nỗ lực chống dịch của một đất nước. Truyền thông trong nước cũng đưa tin vào hôm 28 tháng 12, ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phát động toàn dân tố giác tội phạm, những người trốn về tận những nguồn lây nhiễm. Và ông Phúc đề nghị cần cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản. Lời phát động trên được ông Thủ tướng Việt Nam đưa ra trong hội nghị trực tuyến với các địa phương. Ở đó, ông Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các địa phương phải kiểm soát nghiêm ngặt biên giới, nhất là biên giới phía Tây Nam và phía Bắc,
Thủ tướng cũng nói thêm rằng hệ thống y tế cần đề phòng tối đa trong dịp Tết Nguyên đán và đây là yêu cầu rất đột xuất của chính phủ. Tình hình tái bùng phát dịch bệnh tại các quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan được xem là một lời cảnh tỉnh cho Việt Nam, cũng được đánh giá là một trong những quốc gia kiểm soát bệnh tốt vì nhiều tháng không có ca nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự bình yên của xứ sở Chùa Vàng đã bị đảo lộn khi ổ dịch tại khu chợ hải sản Machachai thuộc tỉnh Samut bùng phát trở lại. Chính quyền Thái Lan bị nghi ngờ những người vượt biên trái phép từ Myanmar, bao gồm người Myanmar và cả người Thái Lan, đã đem theo mầm bệnh về đây. Ít nhất 10 người Thái Mạn Lan đã mắc COVID-19 là những người trở về từ Myanmar không khai báo nhập cảnh. Thủ tướng Thái Lan Chan Ocha đã nói thẳng trong bài phát biểu trực tiếp vào hôm 22 tháng 12 rằng đợt bùng phát dịch bệnh tại Samut lần này là do những người nhập cư bất hợp pháp. Chính họ đã đem tai ương tới đất nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nạn nhập cảnh lậu, chui, gieo rắc COVID-19 vào Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.